Vi giới thiệu các bạn cái giò kiến rất là đẹp. Nói thật là đây là cái giò kiến đầu tiên nở trong vườn của tôi. Tôi cũng không hiểu biết gì về cái giò này cả, mà cũng ít chơi. Cái giò này thì được chú em chú đi Đắk Lắk mà mang về từ Tây Nguyên, giống là nguồn gốc ở Tây Nguyên. Mang về cách 3 năm rồi, ngồi đấy này, các bạn nhìn, tôi không biết trồng, tôi vùi nó rất là sâu ở trong cái chậu nhựa này bằng sơ dừa, sau đó rễ nó lên nó đun, thì nó bị chôn sâu quá nên rễ nó đun ngược hết cả lên, kín cả lên, nó đẻ ra có nhánh này. Lẽ ra cái này thì trồng ở trên mặt thôi, chôn sâu quá. Thì sau 3 năm thì nó lấy ra hoa. Đây lần đầu tiên nó cho em nở hoa trong vườn, hoa rất là đẹp. Cái này thì nó có tên, tôi có hỏi anh Trần Tuấn, dược sĩ Tầm Lan ấy, thì anh nói là cây Cymbidium bicolor. Hoa rất là đẹp. Hay còn gọi là đoạn kiến. Có người còn nói còn dùng từ vui là kiếm cùn, đoạn kiếm. Với tôi thì tôi cũng không hiểu biết gì lắm về kiếm cả, nhưng mà thấy nó ra hoa thì cũng rất là đẹp. Đặc biệt là theo thông tin thì cái kiếm này là không có hương thơm. Tuy nhiên là khi mà tôi ngửi thì tôi thấy là nó có cái hương thơm khá rõ ràng. Tất nhiên là nó không có mạnh mẽ đâu, nó dịu dịu. Nhưng mà thơm rất là rõ, thơm nó hơi ngậy ngậy, ngọt ngọt. Chứ nó không có nồng. Cả cái chậu này được có một cái vòi thôi. Khoảng độ gần 60cm. Và cái mặt hoa này thì tôi có cảm giác là nó không phải cảm giác mà chắc chắn là nó cũng có cái biến đổi khi mà sau khi nó nở. Ví dụ như đây là cái mặt bông mà nó mới nở ngày hôm qua, được một hôm, được hơn một hôm gì đó. Và còn đây các bạn nhìn thấy này. Đây là cái bông mà nở đầu tiên thì nó sẫm màu hơn, nó sẫm màu hơn, và cái bông này cũng có dấu hiệu tàn rồi. Nó nở từ trên gốc nở xuống. Rồi kiếm ngày hôm nay thì thêm một ngày nữa thì nó đã và đã tàn rồi, bông nở đầu tiên đã tàn. Rồi với bông cuối cùng thì đã nở hết, rất là đẹp các bạn. Sâu không đúng kỹ thuật, này trồng nông với như tôi đã nói là tôi cũng biết tôi trồng rất sâu, như là nên rất là phải vẫn được.